Xin chào thầy, hôm nay em xin trình bày các yêu cầu của bài số 1 như sau. Vi xử lý là gì? Vi xử lý là một linh kiện điện tử được chế tạo từ các transistor thu nhỏ mà được tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn. Khối xử lý trung tâm CPU thì cũng được gọi là một bộ vi xử lý mà được nhiều người biết đến. Vi điều khiển là gì? Vi điều khiển là một máy tính mà được hợp trên một con chip, thì nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử. Vi điều khiển thực chất là một hệ thống bao gồm một vi xử lý có hiệu suất đủ dùng và giá thành thấp, kết hợp với các khối ngoại vi như là bộ nhớ, các module ra vào, các module biến đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự và ngược lại. Các loại kiến trúc tập lệnh của vi xử lý thì gồm có hai tập lệnh là CISC và ASC. CISC thì phức tạp, tập lệnh nó nhiều và chú trọng về mặt phần cứng, còn ASC thì đơn giản và ngắn rút gọn, nó chú trọng về mặt phần mềm. Các loại kiến trúc của bộ nhớ vi xử lý thì gồm có hai loại: kiến trúc Harvard và kiến trúc Newman. Kiến trúc Harvard thì được tách làm hai bộ nhớ độc lập với nhau, còn kiến trúc Newman thì bộ nhớ giao tiếp với CPU thông qua một cái bus dữ liệu. Ứng dụng của vi xử lý thì vi xử lý được ứng dụng rộng rãi trên các thiết bị điện tử như là bếp từ, TV, gọi vi sóng, hay là ô tô, xe máy, vân vân. Ngôn ngữ assembly là gì? Ngôn ngữ assembly là một dạng ngôn ngữ lập trình bậc cao. Nó có dạng ngôn ngữ theo kiểu mẫu gợi nhớ hay là dạng ký hiệu của ngôn ngữ máy. Assembly thì giúp người dùng có cái nhìn rõ hơn về cái mối quan hệ giữa các thành phần chức năng bên trong máy tính và hệ điều hành. Vì sao dùng ngôn ngữ C cho vi điều khiển? Khi dùng ngôn ngữ C cho vi điều khiển thì người dùng không cần hiểu sâu về cấu trúc của vi điều khiển. Có nghĩa là một người không rành về vi điều khiển thì cũng có thể xây dựng được một cái chương trình nhanh chóng. Giống như việc sử dụng lại các chương trình cũ thì cũng dễ dàng hơn. Chúng ta cũng có thể sửa một phần hoặc là toàn bộ cái chương trình trước đó. Giải thích về cái chức năng hoạt động của thanh ghi PC. Về mặt chức năng thì nó quản lý bộ nhớ của địa chỉ chương trình. Về hoạt động thì thanh ghi PC có độ dài 13 bit, sẽ quản lý 8.192 bộ ô nhớ. Số bit của thanh ghi PC thì có quan hệ với dung lượng của bộ nhớ chương trình. Giải thích về chức năng và hoạt động của thanh ghi stack. Trong các bộ vi điều khiển khác nhau thì bộ nhớ ngăn xếp sẽ dùng chung bộ nhớ với dữ liệu. Ưu điểm của cấu trúc này là đơn giản. Còn về mặt khuyết điểm thì nó dùng chung nên là khi mà không biết giới hạn sẽ lấn chiếm lẫn nhau và làm cho mất dữ liệu lưu trong cái bộ nhớ ngăn xếp. Khi đó thì dẫn đến việc vi xử lý sẽ hoạt động sai chương trình.